Thưa sư, ở kiếp hiện tại con nên tu và phát nguyện như thế nào? Không biết lý do tại sao kiếp này con lại sinh vào gia đình công giáo đi du học nước ngoài và lại tiếp tục tin vào ngoại đạo tin lành cho đến năm 21. Con vô tình tìm được kênh của sư trên YouTube qua các đề mục con tìm hiểu về cuộc sống của các vị thầy đời có ứng dụng Phật giáo vào để giảng dạy, đặc biệt là quảng cáo thiền để chữa lành các chứng bệnh tâm lý, các kiến thức giáo lý và thực hành. Trước khi con biết đến Phật giáo Theravada đều mang con đến cực điểm khủng của hạnh phúc cũng như đau khổ, và rất nhiều sự vô minh khiến con phạm vào rất nhiều trọng tội đối với Phật pháp. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, con vẫn còn e thẹn với tội lỗi mình đã phạm. Nhưng khi con biết đến Theravada giáo lý cũng như thực hành qua lời hướng dẫn của sư, con cảm thấy rất an lạc, không quá vui buồn, vui không quá vui, buồn cũng không quá buồn. Con cảm thấy việc mình biết đến Phật pháp Theravada ở độ tuổi 19, 20 tuổi là quá trễ, vì những tội con đã phạm trong sự vô minh là quá nhiều. Nếu như tận cùng phải tái sanh thêm một lần nữa thì phát nguyện như thế nào, xin sư hướng dẫn. Đầu tiên là sư nhắc quý vị chúng ta nên tránh cái thái độ là hứa hẹn với tương lai theo cái kiểu là ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền, bởi vì ngày mai không bao giờ tới, ngày mai bắt đầu ngay từ bây giờ. Hôm nay là ngày mai của hôm qua và hôm nay là quá khứ của ngày mai. Cho nên cái sự bắt đầu của cái hành trình giác ngộ là phải ngay từ bây giờ. Tránh cái thái độ là mình hứa hẹn để kiếp sau tôi tu, kiếp này tu không được để kiếp sau tôi tu. Cái kiếp sau đó không bao giờ tới. Thì nếu như mà mình muốn đi đến sự giải thoát giác ngộ thì chỉ có một cách là ngay hiện tại đây, ngay bây giờ, bắt đầu ngay từ bây giờ chúng ta phải nỗ lực thực hành theo bát chánh đạo. Bởi vì lỡ cái kiếp này rồi nha, không biết là mình một là đi lên hay đi xuống, hai là mình không biết là chừng nào mình mới gặp lại chánh pháp, nó khó, nó hiếm lắm. Cho nên là mình phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Bắt đầu bằng cách nào? Thực hành theo bát chánh đạo. Khi mà mình nỗ lực thực hành theo bát chánh đạo ấy, thì con đường của mình nó đi đến sự giải thoát giác ngộ thì nó sẽ càng ngày càng gần. Thì khi đó quý vị chỉ cần có một lời nguyện thôi, tức là nguyện cho con giác ngộ giải thoát càng sớm càng tốt, không có hứa hẹn kiếp sau hoặc là một kiếp nào nữa, mà con tu cho giải thoát càng sớm càng tốt, cho con bớt phiền não, cho con hết phàm phu là càng sớm càng tốt. Mình ráng mình nỗ lực. Chứ còn tránh cái chuyện là nguyện mình cái kiểu mà mình làm một vài công đức nha, làm một vài công đức, tu được một vài ngày, học được một vài giáo lý, rồi là mình tự tin, là mình yên chí, rồi mình nguyện, rồi sau đó là mình thả trôi luôn, thì xin thưa nó rất là uổng nghe. Thành ra là mình phải cố gắng. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái hướng dẫn nào cho cái trường hợp này hay không? Kính thưa Đại Đức Hành Tại, kính thưa quý vị. Thật sự thì quý vị, những cái lời mà Đại Đức Hành Tại á, vừa chia sẻ với quý vị á, đó là những cái lời rất là chân thật, quý vị, rất là chân thật. Tại sao sư nhấn mạnh chữ chân thật ở đây? Tại vì nếu mà câu hỏi này nè, quý vị có hỏi sư á, và thậm chí á, có những cái vị mà cùng câu hỏi tương tự như vậy mà hỏi sư, thì thật sự sư cũng trả lời y như Đức Hành Tại, không sai, không sai, không có khác được điểm nào chứ vậy, nó rõ ràng như vậy. Sư nhớ là
cách đây hình như là khoảng hai ba buổi vấn đáp trước á, gần đây thôi, thì có một cái câu cũng nói phát nguyện như vậy nè, tương tự như vậy. Thì sư cũng có, ngoài cái lời khuyên của Đức Hành Tệ á, sư chỉ nói là quý vị nếu mà có nghe live xong rồi á thì thậm chí á, nên nghe lại vài lần nữa. Biết sao? Tại mình nghe nhiều nó thấm, thì mà nghe nhiều thấm á, thấm á thì mình mới từ 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 cái thấm á đó, thấm trong đầu đó, rồi mình mới dễ dàng mình hành động. Ừ, rất quan trọng lắm. Tại mình nghe có, mình là còn phàm phu còn phiền não mà, đôi khi có những cái nghe bản thân ví dụ như là sư đọc, có những cái bài pháp nghe mà sư đọc qua, ví dụ anh sư đọc năm 2016 đi, cũng bài pháp cũng câu pháp đó, nhưng mà 1 2 năm sau sư đọc lại 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 cái sự mà thấm, sự hiểu biết đó, sự thấm thấm thía lại khác, và 2 năm sau đọc lại lại khác thôi vậy. Bởi vì tại sao mà sư nói quý vị á, khi mà người hỏi câu này hỏi này, thậm chí nhiều vị mà hỏi có cái cùng cái quan điểm mà chung cái câu hỏi này, mình đi nghe, chịu khó nghe đi nghe lại, mình nghe nhiều thấm thấm, mình khi mình thấm được, thật sự mình thấm rồi mình mới thực hành. Giống như là Đức Hành Tuệ đó, mình thực hành là nó không có sự gián đoạn, liên tục đó, thì khi đó mới mới gọi là đem lại cái lợi ích mình ngay trong hiện tại đó. Và nó điều đó là điều nên làm, với sư nên gửi gắm quý vị nên làm. Còn vấn đề phát nguyện đó, thì sư cũng hoàn toàn đồng ý với Đức Hành Tuệ. Tại phát nguyện giữa cái phát nguyện mà mình trong đầu quý vị vào cái đi để hành động, nó xa, thật sự nó xa kinh khủng. Tại vì sao? Bởi vì mình phu phạm phu mình còn phiền não chi phối, và nhất là quý vị á, là mình còn là đời sống của người đời đó, người thế gian đó, kêu bằng là phận sự đa đoan này nọ kiểu gì. Mặc dù quý sư cũng cố nỗ lực cái nói làm sao cho quý vị á, hiểu một cách mà nó tường tận rõ ràng nhất, để cho quý vị tiếp thu á, nó gần gũi nhất, nó đem áp dụng nhất. Nhưng bản thân quý vị là quan trọng nhất, là phải tự mình nó nỗ lực á, điều đó mới quan trọng. Trước khi kết thúc cái câu trả lời này nè, sư ngoài lời Đức Hành Tuệ quý vị nghe đi nghe lại, thì sư cũng có thêm một lời khuyên, là có một cái câu hỏi mà liên quan đến các vị, liên quan đến cái câu hỏi đã trước rồi, là có một vị đạo hữu hỏi rất là hay, nói là trong tài liệu Đại Phật Sử á, có nói về cái sự xuất hiện các vị Phật á, thì xong trong đó đó sư có trích dẫn cái lời của ngài Minh Quân, trích dẫn cái lời ngài Minh Quân quý vị, là ngài có lời khuyên á, lời khuyên là ngay trong thời điểm hiện tại nè, trong hiện tại đây mình đang là mang thân người đây, thì mình phải nên làm gì, trong khi là giáo pháp của một vị Phật toàn giác đang còn hiện hữu, mình nên làm gì. Thì sư khuyên quý vị nên sạch lại cái câu hỏi đó, để mình nghe được lời của ngài Minh Quân, tức là ngài Tam Tạng thứ nhất, nghĩa là bậc đại trí tuệ quý vị. Ngài nói chung là mình không có ngôn từ nào diễn tả được, nói chung là ngài là một vị rất là giỏi, mà cái lời ngài nói nó nghe nó thấm luôn quý vị đó. Thì sư khuyên quý vị nên nên nghe lại cái clip đó, cái câu hỏi đó, mong là sẽ giúp được ích cho quý vị nhiều. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.